Miu ơi, nay ăn cơm ốc móng tay kho sả được không nè? Ok. Rồi ok. Rồi bắt tay đi chợ thôi mọi người ơi. Mua được 2 kg ốc móng tay cũng kha khá này nè. Ốc rất là tươi nha mọi người, còn sống ngoan ngoãy luôn nè. Bây giờ mình sẽ rửa sạch nó thật là nhiều nước nha. Do con này sống ở bãi bùn nên nó rất là dơ. Lúc trước mình có làm cái clip ốc móng tay xào mì gói, có gì mọi người coi lại cách làm nha. Ai đó giờ đi ăn ốc móng tay á thì nên coi kỹ cái phần này nha. Nhất định là phải làm ruột nó cho thật sạch nha mọi người. Nếu không ăn là đau bụng chết luôn đó. Từ lúc mà mình biết cái ruột nó dơ như thế này á thì mình không bao giờ dám ăn ốc móng tay ngoài tiệm luôn đó. Nhất là mấy món ốc móng tay mà còn nguyên vỏ, xào mì đồ hen. Thôi bỏ qua luôn đi nha. Sáng mua 2 kg mà làm lâu ghê luôn mọi người. Cái này mà không có người phụ là thua luôn đó. Xong cái mình rửa cho thật sạch nha, rồi để ráo nước. Giờ mình sẽ bắt một cái nồi đất để mà làm nha. Để dầu nóng thì mình sẽ phi tỏi cho nó thơm, rồi mình sẽ bỏ ốc vào xào lên. Cho ốc săn săn xí, rồi mình sẽ nêm gia vị nha. Thì gồm có các loại gia vị thông thường thôi. Nêm sao mà vừa khẩu vị gia đình mình là được rồi mọi người ơi. Phần sả băm thì mọi người có thể cho nhiều hơn để nó ngon nha. Tại nhà mình có con nít nên không ăn được sả nhiều lắm. Thêm xíu nước màu dừa cho nó lên màu đẹp nha mọi người. Nêm nếm lại cho vừa ăn, rồi cho thêm vài khoanh ớt vào là xong nha. Ui, ta nói cái mùi nó thơm ngây ngút hết cái phòng luôn rồi mọi người ơi. Còn chần chờ gì nữa, rồi múc chén cơm nóng nào, mời mọi người ăn cơm với gia đình mình nha.